Thăng Mau Vlog nha. Thiện Ngựa thì hôm nay thì Tú mới từ dưới quê lên. Từ dưới An Giang cho lên mọi người. Thì chắc này cũng đã 11 giờ mấy, gần 12 giờ rồi. Thì nói chung thì hôm nay thì Tú chưa có kịp đi tìm những cái nơi mới để quay cho các bạn xem ha. Thì hôm nay thì Tú định sẽ ra cái bụi tre mà nhiều lần mà Tú quay được con quỷ mắt màu đỏ mà đi đó. Mà có clip thì Tú quay là hai con luôn, hai người đàn ông, không phải biết là đàn ông không, thế mà tối mà không biết là cái gì. Thì ok, bây giờ ra ngoài mình sẽ đi ra đến bụi tre đó và cũng sẽ làm theo thường lệ, những thường lệ mình làm mọi người, chỉ đơn thuần đặt camera thôi, nhưng mà có hiện tượng gì hay không thì mình chưa biết, nhưng mà đến đó thì mình đã quay đã mấy lần là có à. Thì ok, thì mọi người hãy đồng hành cùng mình cũng như là đi theo bước chân mình ha, và xem thử coi hôm nay có thu hoạch được gì hay không mọi người. Thì ok, mình đi nha. Trước khi mọi người vào video thì mọi người hãy đăng ký kênh, like nha, share video và theo dõi mọi người. Cái hồ con đó đâu rồi? Về phía ưa có chó, tiếng chó tru lắm. Mà hôm nay thì trời mới mưa xong mọi người. Mà thấy đất ướt nhẹp không nè. Mình nghe nói là cái căn phòng trọ mọi người, phòng trọ mà ở cái căn phòng trọ mà mình, cái cô gái treo cổ người, mình nghe nói là có hiện tại bây giờ là có rất là nhiều người đã dọn đi chỗ khác rồi, cũng như là khu trọ đó còn chỉ còn vài người ở thôi. Thì có lẽ chắc hôm nào mình sẽ quay đó, mình đặt camera lại mọi người. Đây là bụi tre mà hàng ngày mình quay nè, mấy lần trước mình quay đây nè mọi người. Ở trên này là giống như một cái giường ha, phía bên kia là một cũng là cái giường luôn. Để đi một vòng ở đây cho các bạn xem đây ha. Ok, bây giờ mình sẽ vào đó mình đã làm luôn. Thì cái này cũng đã 12 giờ rồi. Cũng ngay không giờ lên rồi thì chơi luôn đi chứ đợi gì nữa. Đất không, nó ướt nhẹp đó. Để mình tắt bắt đằng này cho mọi người thấy nè, được không, nó ướt nhẹp. Sẵn đồ ra đây. Cũng có nhiều bạn thắc mắc là nói tại sao mà ở đây có nhiều âm thanh người ta nói chuyện gì nọ, thì nói chung mình cũng không biết nữa mọi người, nhưng mà mình ở ngoài thì mình không có nghe nha, còn ở trong camera thì nó đâu rồi, đừng nói cho sủa chưa. Tiếng chó tù bên đó. Mọi người nghe ghê gớm chưa? Nó sủa dậy cho mọi người, không biết là thấy cái gì, nhưng mà đêm nào nó cũng sủa, nó cũng chu
nó con chua ghê gợn nha mọi người. Nhưng bên đó là cái sau phía sau nhà của người ta, mình không có vào nó quay được, cũng như là trong đó là chó nhiều lắm mà mình không biết tại sao mà đi nào nó cũng chu mà sủa ghê gợn như vậy đó. Ok, bây giờ mình sẽ ra để đặt máy quay luôn mọi người. Ok, mình đã đặt máy về rồi, mình đã đốt nhang rồi, tốt thiện rồi, nhưng mình đặt máy vậy bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha mọi người. Khoảng 15 phút sau mình sẽ vào xem có kết quả gì không nha.